Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Yunli Thập Cẩm Studio. Và hôm nay mình tiếp tục khui những món hàng từ Lazada nha mấy bạn. Đó, hôm nay là Lazada nó cứ về một ngày 2-3 món hoài vậy đó. Mình tính đợi dồn quay mà sao mà nó lâu quá. Có cái nào mình quay trước cái đó cho mấy bạn xem nha. Cái này là không biết cái gì luôn nha. Cái này là 29k 500.000 đó. Con này là như 31.000 đi. Giờ mình khui cái nhỏ trước nha. Đây. Này mua miết đi. Giờ gần tới Noel nó bỗng Tết tới hết tiền luôn rồi. Mua xong mấy cái đồ này giờ toàn đi làm xong rồi về nhà không à. Năm nay dịch chán quá trời chán. Mình khui thử trong này có gì nha. Cầu mong em sẽ chọn đúng người. Trời phải chi bây giờ mấy cái này có ai giao lộn. Nguyên cục vàng vàng đặc 4 số 9 ngon ha. Đó, khui mấy cái gì nha. Nè. Các bạn rảnh thì có xem trên YouTube á, có thấy mấy cái kênh của mình á, thì hãy đăng ký và like cho like cho kênh mình nha mấy bạn. Này mình cũng làm chơi thôi, làm cho mấy bạn coi giải trí thôi. Kênh mình là có cái clip nhỏ không à. Cái chai gì đây, xưa lúc nhỏ bóp cái này nữa, bóp này. Để đi xíu ngồi bóp xong. Giờ không có bồ bóp này đỡ buồn. Đây này gì đây? À, chai xịt phòng nha mấy bạn. Cái này là đó, chai xịt phòng. Mình mua thì mình xịt cái phòng của mình. Tại phòng mình nó bị bí, nó bị ẩm á. Hôm bữa là mình có mua cái gel kia rồi. Đó, cái này cũng hương xả với chanh luôn nha. Mình thích cái mùi này. Tại vì cái mùi này ấy, là nó có cái cảm giác là giống như là mình đang đi massage vậy đó. Lúc nào kiểu như bước về phòng là kiểu như đi massage vậy. Nó khỏi có cảm giác để nhớ nhung những cái điều đó. Nên mình khỏi sinh tật là bây giờ mình xài cái chai này mình xịt đầy phòng. Bây giờ giống như là mình có cảm giác mình đi massage khỏe, đi làm về mệt, nằm ở nhà thư giãn thôi. Chứ không có đi này đi kia tốn tiền tốn bạc quá với dịch tới nữa. Giờ mình khui cái tiếp theo là cái gì nha. Đó, cái chai xịt phòng này hồi nãy là 30.000 nè. Khui tới cái này nhanh mới được. Có hai món mình lần nào up lên rồi cũng gần 10 phút. Vừa khui mà vừa nói xàm quá trời. Trời ơi, mua mấy cái hộp này ghét cái nhà quá trời hộp luôn. Đựng đồ cũng tiện, đừng được mấy cái nhỏ nhỏ, mấy cái chiếc mấy cái viên kim cương như nhỏ này kia đó. Ở nhà mua nó, giờ kiếm mua cây dao hoài mua không nổi. Bữa nào ship thêm cây dao, review mấy cái dao trên Lazada cho mấy bạn coi. Đây, đây đối với bạn là gì đây? Oh my god, kỹ dữ ha. Đây là gì đây? À, thư cảm ơn. Xin cảm ơn quý khách đã mua hàng tại shop, theo dõi shop và đánh giá 5 sao để nhận thêm nhiều ưu đãi nhé. Nếu sản phẩm có vấn đề hãy liên hệ shop. Dễ thương các bạn, nó có chữ ký luôn nè. Trời, mình thích mua mấy cái shop này ghê luôn á. Ôi chà, trời, tặng thêm cái kẹo nữa hả? Im vậy. Trời ơi, má ơi, được thêm cái kẹo luôn. Shop vui tính dữ ha. Cái đèn ngủ ngon lành tình me. Cái đèn ngủ nha, nó trời ơi, đèn ngủ hình cái đèn này. Để chút mình test thử cho mấy bạn coi thử coi sao nha. Rồi, vậy là đến đây của mình đã hết. Là hôm nay là nói chung là có lời rồi đó. Mua hai món mà được tặng thêm cây kẹo nha mấy bạn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Sắp tới
mấy hôm nữa quà có thêm cái món gì đó mình sẽ review khui cho các bạn coi. Rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Yeah, let's go.